ăn thịt cả những động vật lớn như rắn, rùa. Nó chính là loài bọ nước khổng lồ, có mặt trên khắp thế giới và đương nhiên, con người cũng là mục tiêu tấn công của chúng. À? Chúng sở hữu vũ khí đặc biệt nằm ở cách ngụy trang, giống như một chiếc lá khô dưới nước, nhưng lại ẩn chứa sự chết chóc khiến cho con mồi không nhận ra và trở tay không kịp. Với cái miệng giống như kim châm chứa nọc độc làm tê liệt con mồi và các enzyme tiêu hóa có trong nước bọt của chúng giúp hóa lỏng cơ thể bên trong của nạn nhân. Vết cắn của bọ nước khổng lồ cũng gây đau đớn dữ dội cho con người, nhưng chúng cũng có mặt dịu dàng. Bọ nước khổng lồ đực có thể là những ông bố trách nhiệm nhất trong thế giới côn trùng. Con đực gọi bạn tình bằng cách lắc lư phần phía sau của cơ thể. Điều nhảy đó tạo ra những gợn sóng thu hút con cái. Con cái đánh giá bạn tình. Nếu hài lòng, chúng sẽ giao phối. Sau đó, bọ cái giữ lấy con đực và đẻ trứng mới thụ tinh lên lưng bạn tình. Những quả trứng này cần không khí để tồn tại. Trong nhiều tuần, bọ đực cõm trứng lên mặt nước để đảm bảo chúng nhận đủ oxy và sau đó lặn xuống. Về cơ bản, nó giống như một chiếc xe chở trứng. Khi ở trên mặt nước, bọ bố cũng hít thở bằng cách thò phần cuối của cơ thể lên khỏi mặt nước. Bọ nước khổng lồ có hai cơ quan nhỏ, hoạt động giống như ống thở. Chúng kéo không khí vào một trong bong bóng bị mắc kẹt dưới cánh của nó và sử dụng bong bóng đó giống như chiếc bình dưỡng khí ở dưới nước. Việc cõng tất cả trứng di chuyển xung quanh là công việc khó khăn, nhưng nó làm được. Sau một vài tuần, những đốm mắt bắt đầu xuất hiện khi trứng sắp nở. Đôi khi, bọ bố lắc lư một chút để giúp con non thoát ra dễ dàng hơn. Bây giờ, bọ con tức là nhộng đã hoàn toàn tự do. Nó từ từ bơi đi. Trong vài giờ tiếp theo, bộ xương ngoài của nhộng cứng lại và trở nên sẫm màu. Không bao lâu nữa, chúng sẽ tự đi săn, làm tê liệt hóa lỏng và ăn thịt con mồi.